Mỗi khi giá dầu tăng cao, các nước phát triển lại tìm đến tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC. Lần này cũng vậy, cuộc xung đột tại Ukraine và do các nước phương Tây siết chặt cấm vận Nga đã đẩy giá dầu lên cao. Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 kêu gọi OPEC hành động có trách nhiệm nhằm xoa dịu cơn khát năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên cho tới nay, OPEC và các đối tác OPEC Cộng vẫn bác bỏ lời kêu gọi của các nước phương Tây đề nghị tăng sản lượng khai thác để hạ giá dầu mỏ đang ở mức leo thang. Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út Abdulaziz bin Salman nhấn mạnh OPEC sẵn sàng tăng sản lượng nếu các thị trường có nhu cầu. Song cũng nhấn mạnh OPEC cần độc lập với vấn đề chính trị. Ở một khía cạnh khác, sau nhiều năm dẫn đầu thế giới về sản lượng điện gió, điện mặt trời và điện từ khí hydro, Liên minh châu Âu EU không khuyến khích đầu tư vào các hoạt động khai thác dầu khí mới và xem như dầu mỏ sắp hết thời. Giờ đây, nhiều quốc gia dầu mỏ như Nga và Ả Rập Xê Út đang tận dụng cơ hội này để dạy cho EU một bài học về việc coi thường vai trò của dầu mỏ. Mặt khác, theo các nhà phân tích, Mỹ và EU chưa thực sự mong muốn chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Ngoài ra, trong những năm qua, phương Tây vẫn tiếp tục duy trì các lệnh cấm vận nhằm vào các nước sản xuất dầu như Iran, Venezuela hay Libya. Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Ả Rập Xê Út, đồng thời là nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra ở Ukraine, sản lượng khai thác dầu mỏ của Nga đã giảm từ khoảng 11 triệu thùng một ngày trong tháng 3 năm 2022 xuống mức trung bình 10 triệu thùng một ngày trong tháng 4 năm 2022. Ông Stephen Brennock, nhà phân tích cấp cao của công ty dầu khí BVM Oil Astosic ở London nhận định, không thể hy vọng OPEC sẽ bù vào nguồn cung dầu của Nga và do vậy, nguồn cung sẽ càng khó khăn hơn trong những tháng tới.